lời của Chúa trong Ê-sai đoạn 40 câu 31. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nó quá quen thuộc với quý vị rồi phải không? Quen thuộc lắm. Buổi sáng nay tôi cầu xin Chúa rất là nhiều để chia sẻ với quý vị ba điều buổi sáng nay. Thứ nhất là các cánh bay cao như chim ưng, thứ hai là chạy mà không mệt nhọc, thứ ba là đi mà không mòn mỏi. Một người vô thần rất là nổi tiếng, và có những người vô thần đến, và những người này chắc chắn không bao giờ tìm hiểu chi về Chúa và cũng chẳng biết chi về Kinh Thánh nhiều, vì họ là những người vô thần. Mà cái người vô thần này diễn thuyết rất là hay, và ông nói như thế này quý vị. Ông nói rằng ai lạc quan, ai tự tin vào sức mình chắc chắn được sức mới. Cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không bị nhọc, đi mà không mòn mỏi. Họ vỗ tay quá chừng quý vị ơi. Họ nói sao mà hay quá vậy. Nhưng mà ông ăn cắp lời của Chúa. Buổi sáng nay tôi nói đây là lời của chính Chúa, thật là phước hạnh. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va, ai trông đợi, cái chữ trông đợi này trong nguyên văn Hy-ba-lai là tin cậy vâng lời, chứ không phải ngồi chờ giống như là chờ sung rộng vậy. Không phải, trông đợi Đức Giê-hô-va đây là tin cậy và vâng lời Ngài. Thi Thiên 25 câu 5, David nói hằng ngày tôi trông đợi Chúa. Trong nguyên văn rất hay, có nghĩa là hằng ngày tôi tin cậy và vâng lời Ngài, tôi sẵn sàng làm theo lời Ngài, tôi sẵn sàng thuận phục ý muốn và đường lối của Ngài, và Ngài bảo gì tôi làm cái đó. Tôi chính là người đang trông đợi Ngài. Cho nên tiếng Anh nó rất là hay, waiter hay là waiter, cái người bồi đó, đó là người sẵn sàng nghe và làm theo mệnh lệnh của có thể là khách hàng hoặc chủ của mình. Và người trông đợi Chúa là người tin cậy nơi Chúa, người sẵn sàng nghe tiếng phán của Chúa và làm theo tiếng phán ấy. Và Kinh Thánh nói chắc chứ không phải hy vọng, chứ không phải là có thể, chứ không phải là sẽ, hy vọng có lẽ sẽ được, không, chắc được sức mới. Được sức mới ở đây có nghĩa là được thay đổi 100%. Được sức mới ở đây có nghĩa là được hoán đổi. Chúa cắt sức của chúng ta đi và Chúa ban cho chúng ta một sức mới hoàn toàn. Và tôi dơ là một đề tớ Chúa rất là có ơn của si mây mình đó quý vị. Ông nói như thế này, nó giống như đổi bình ắc quy nhỏ bé mà nhận lấy nhà máy phát điện vĩ đại. Ai trông đợi Chúa chắc được điều đó. Điều thứ nhất tôi chia sẻ với quý vị, các cánh bay cao như chim ưng. Chim ưng là một con chim Việt Nam mình có gọi là con đại bàng đó quý vị. Nó lớn lắm, và các nhà khoa học nói rằng có những con chim ưng nó sải cánh ra tối đa tới 3 mét đó quý vị. Và con chim ưng là vua của bầu trời. Con két thì nó nói giỏi, nó mình bay dở. Nhưng mà con chim ưng bay rất là cao. Các cánh bay cao chim ưng có nghĩa là lên cao, đời sống của chúng ta sẽ lên cao. Và đời sống của chúng ta sẽ lên cao có nghĩa là chúng ta sẽ hưởng các phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đó là người trông đợi Chúa. Người trông đợi Chúa là người ham mê các sự ở trên trời, đó là lên cao. Người trông đợi Chúa là người sẽ được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Người trông đợi Chúa cất cánh bay cao có nghĩa là người đó sẽ sống trong bầu không khí thiêng liêng phước hạnh, và người đó càng bay lên cao, và khi quân thù kẻ thù của chim ưng đó nó tấn công chim ưng cứ lên cao, cứ lên cao, cứ lên cao, và những kẻ thù của chim ưng, những con chim đó mỏi cánh và rớt xuống ngay, thất bại ngay. Chim ưng không cần làm chi hết cả quý vị ơi.
Và những người trong đời Chúa cất cánh bay cao vì họ trong đời Chúa, tức là họ nghe lời Chúa và làm theo. Và Kinh Thánh nói rất là rõ trong Phục Truyền đoạn 28 câu 14: ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn vì ngươi nghe và làm theo lời của ta. Lời hứa của Chúa rất là rõ ràng: ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn và chẳng hề ở dưới thấp vì ngươi nghe và làm theo lời của ta. Ngươi tin cậy ta. Và trong đời Chúa, tức là nghe và làm theo lời Chúa, sẽ được cất cánh bay cao như chim ưng. Và khi bay cao như chim ưng, quý vị thấy, mà tôi hồi trước thì dễ chi mà đi máy bay, sau này đi nhiều vì công tác của giáo hội ở tại miền Nam là bay. Mà đi đâu dầu qua ngay cả bên Úc hay đi đâu bất kỳ là tôi thích lắm. Tôi vô, tôi cứ nói chỗ check-in nó cho tôi là ngồi ngay cái chỗ cửa sổ, vì tôi rất thích ngồi cái chỗ đó để tôi học cái bài học cất cánh bay cao. Và quý vị biết khi cất cánh bay cao lên rồi thì thôi, Sydney nó cũng xíu xíu thôi quý vị ơi. Tôi đi ngang qua chỗ con sò thấy nó còn nhỏ xíu, cái cầu có xíu thôi. Rồi thấy quý vị thử tưởng tượng khi cất cánh bay cao như vậy, mà quý vị thử tưởng tượng 100 người mà đánh với 100 người, đánh lộn với 100 người, mình thấy nó như trò hề đó quý vị ơi. Nếu thấy hai người mà nó đang cãi lộn với nhau, nó đang hơn thua với nhau, quý vị thấy nó hề vô cùng khi mình ở trên máy bay cao. Quý vị ơi, các cánh bay cao như chim ưng là trong đời Chúa sẽ được cái điều đó. Ông Phaolô, ông yêu Chúa lắm, ông nghe lời Chúa, ông trông đợi nơi Ngài, ông các cánh bay cao, ông thấy hết thảy thế gian đều là rơm rác hết quý vị ơi, vì ông đang lên cao lắm. Bác sĩ Tống Thường Tuyết khi được Chúa thăm viếng rồi, ông trong đời nơi Chúa, quý vị biết hàng ngày ông đọc Kinh Thánh luôn luôn. Kinh Thánh ông đọc qua trong thời gian ngắn mà 40 lần Kinh Thánh. Ông muốn nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa. Đó là người trong đời Chúa. Và khi ông trong đời Chúa như vậy, quý vị, ông nói sao quý vị biết không? Ông lên cao quá, cho nói rằng đông hư không hết, đông hư không, tây hư không, nam hư không, bắc hư không. Vì ông là người trong đời Chúa. Và thấy mọi người giàu có hay chi tổng thống hay dân thường đều là như nhau hết cả, và cần được sự cứu rỗi. Và khi lên cao thì sao quý vị biết? Khi lên cao thì lực hút thế gian tội lỗi nó yếu dần, nó yếu dần, yếu dần. Cái thế giới này nó có một cái lực hút. Và tôi đi đâu tôi cũng nói cả, không người nào trên thế giới này có thể cất mình lên cao hơn một tấc nếu không nhờ phương tiện. Không có ai. Quý vị thử coi, không có một cái người nào trên thế giới này có thể tự cất mình lên được một tấc hết mà không nhờ phương tiện. Không có. Quý vị thử cất mình lên một tấc thì không có đâu. Tự mình không làm được cái điều đó đâu. Cả thế giới này đều bị hút vào trong cái thế giới vật chất này, và trong ý nghĩa thuộc linh mọi người đều bị hút vào trong cái quyền lực của tội lỗi. Và Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, người nào trong đời nơi Chúa sẽ được cất cánh bay cao và càng lúc càng xa cái lực hút tội lỗi của thế gian này. Và Chúa Giêsu phán: các ngươi không thuộc về thế gian. Giăng đoạn 15 câu 19. Trong Giăng nhất đoạn 5 câu 5: chúng ta thắng hơn thế gian. Và các cánh bay cao lên chim ưng có nghĩa là lướt qua bão tố, tường rào, ngục tù. Mà quý vị biết ở Việt Nam chúng tôi đã kinh nghiệm được cái điều đó. Các cánh bay cao lên lướt qua hết mọi khó khăn, ngục tù, ngăn cản đều chiến thắng được hết tất cả. Và quý vị ơi, hãy nhớ điều này, Kinh Thánh ghi rất rõ. Đức Thánh Linh thình lình giáng lâm, quý vị đã nghe nhiều rồi phải, và Chúa Giêsu sẽ thình lình tái lâm. Và thưa quý vị, những ai cất cánh bay cao như chim ưng, đó là những người trong đời Chúa, đó là những người nghe và làm theo lời Chúa, đó là những người tin cậy Chúa, thuận phục Chúa. Họ cất cánh bay cao như chim ưng, và khi Chúa đến, họ được cất về trời và đi với Ngài. Cảm tạ Chúa. Điều thứ hai, chạy mà không mệt nhọc.
Phần Lan vua của những người chạy năm 1924, sau đó quý vị biết năm ông 31 tuổi, nước Phần Lan nó hãy cố gắng chạy thêm đi nữa để được cái gì cho đất nước của mình. Ông nói không, tôi không chạy được nữa vì tôi hết sức rồi. Con người chạy nó sẽ mệt nhọc quý vị ơi. Ở tại Đà Nẵng chúng tôi cũng có thi, có khi họ tổ chức thi chạy marathon quốc tế mà quý vị biết không, ô cha chạy rồi có những người phải vô kiệt sức. Trên thế giới như những cuộc chạy ở Chicago tôi nghe nói chạy marathon là những người chạy rất là giỏi trên thế giới về chạy, mà chạy cuối cùng có một người chết đó quý vị, và rất nhiều người kiệt sức đi vô bệnh viện. Vì chạy thì nó sẽ mệt, nhưng mà Chúa nói ai trong đời Chúa sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chúng ta đã học rồi. Chạy mà không mệt nhọc, cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Kinh Thánh nói nhiều cái chạy. Nhưng buổi sáng nay tôi xin chia sẻ với quý vị hai cái chạy rất là phước hạnh trong Kinh Thánh. Và quý vị cùng nhau suy nghĩ với tôi, hai cái chạy này quý vị sẽ được khích lệ khi sống ở giữa trần gian này. Cái thứ nhất á, Kinh Thánh nói rất là tuyệt vời quý vị ơi, đó là chạy trước. Có một cái chạy đặc biệt nữa lạ lắm trong Kinh Thánh ghi, đó là chạy kịp. Ô lạ lùng vô cùng, chạy trước và chạy kịp. Bây giờ tôi nói với quý vị, chạy trước. Eli bận rộn lắm, nặng lòng lắm quý vị ơi. Đối diện với 450 tiên tri Ba-anh là quý vị biết rồi, đông đúc như vậy, còn dân sự của Chúa thì đi dẹo hai bên. Rồi họ làm tế lễ, họ kêu cầu thần của họ, chẳng có đáp lời chi cả. Và buổi chiều đó Eli lên và dâng tế lễ, rồi đào cái mương, đổ nước trên bàn thờ, rồi dân con sinh, ô vất vả đủ điều hết quý vị ơi. Và nhất là cái nặng lòng đối với dân sự của Chúa chung quanh, đầy tớ của Chúa mà thấy dân sự của Ngài, quý vị biết không, đi dẹo hai bên và phạm tội như vậy, họ nặng lòng lắm quý vị ơi. Và Eli đang nặng lòng vô cùng như vậy đó quý vị, đổ sức ra nhiều lắm. Và khi dâng tế lễ như vậy, Chúa đáp lời thì cảm tạ ơn Chúa vô cùng, dân sự bắt đầu cái lòng trở về cùng Chúa. Và Eli nói như thế này: bắt 450 tiên tri Ba-anh đi, và Eli đem họ xuống, từ quý vị nhớ từ trên núi Cạc Mây, đem họ xuống khe Kishon. Từ trên núi dẫn 450 ông xuống khe cây sâu là nó nặng lòng vô cùng, mà sức mạnh lạ lùng từ nơi Chúa, bảo đi là đi chứ không ai dám chạy hết cả, không cần trói quý vị ơi, đầy năng quyền, bảo đi xuống khe cây sâu, dẫn 450 ông như vậy đi xuống cái tốt chiếc xe khe cây sâu. Kinh Thánh ghi chính tiên tri Eli giết từng ông một. Quý vị thử giết một người đi. Không nên phải không? Tôi nói ví dụ không nên. Tôi nhớ hồi gia đình của tôi, quý vị không nói thôi, thằng Hiệp trong gia đình còn nhỏ, thằng Hiệp đó là con trai lớn trong nhà, bây giờ có cái người mà chuyên cắt ổ gà làm thịt gà, mà không có đây thôi Hiệp phải ra làm. Nó quý vị biết không, có một con gà trống mà con cái Chúa họ cho nên gia đình nó Hiệp là con trai trong nhà, là lớn nhất trong nhà, tôi là con trưởng, ra ra giúp giùm cho má cái vì các người mà có thể làm được không có ở đây. Quý vị với tôi ra, tôi lấy con dao tôi cứa nó một cái, nó vung một cái nó chạy mau, nó lòng thòng tuốt lòng xa vậy dễ chi. Mà quý vị biết 450 ông này với cả cái tâm lòng mà đó là cái sự tối tăm mà ông giết làm sao quý vị, ông giết là 450 ông, là quý vị thử tưởng tượng mình đây ngồi mấy người mà 450 ông tiên tri đầy quyền lực tối tăm như vậy, giết hết, giết hết. Trăm một cái chết liền là cũng mất sức rồi. Bây giờ quý vị 450 ông như vậy, sau khi giết xong rồi quý vị biết làm sao? Giết xong rồi ông lên trên
đỉnh núi Cạc Mên chứ không phải ở núi Cạc Mên, ở chỗ đó. Lên cái đỉnh núi chót núi Cạc Mên, Kinh Thánh ghi như vậy. Rồi làm sao nữa? Đổ cả cái lòng mình ra, để cái đầu mình giữa hai đầu gối và kêu cầu Chúa ban mưa. Quý vị biết khi cầu nguyện phán hương là đổ cái lòng ra, không thể nào mà diễn tả hết được cái sự nặng lòng đó đâu. Đổ ra cả cái tấm lòng. Và khi đã cầu nguyện và biết sẽ có mưa rồi, cho nên mới sai nó với ông vua Ahab: vua hãy chạy về trước đi, về Kitrien đi, bằng không mưa sẽ giữ vua lại đó. Rồi mưa đổ xuống, xe của vua Ahab chạy. Và Kinh Thánh ghi rất là lạ lùng diệu kỳ trong các vua thứ nhất đoạn 18 câu 46: tay Đức Giê-hô-va giáng trên Eli, người thắt lưng chạy trước Ahab cho đến khi tới Kitrien. Đổ mồ hôi sôi nước mắt vì công việc Chúa như vậy, bây giờ đáng lẽ phải nghỉ ngơi một chút. Mà quý vị biết xe của vua chứ phải xe thường, nó chạy bong 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 như vậy. Mà ông chạy trong mưa nữa quý vị, mà đường nó có phải tốt như ở đây đâu, mà ông cứ chạy trước hoài như vậy đó. Vì ông là người vâng lời Chúa, ông là người trông đợi nơi Chúa, ông là người làm theo lời Chúa. Đó là trông đợi nơi Chúa và được sức mới từ nơi Ngài, chạy trước. Tôi xin chúc ông bà mục sư quản gì mà tất cả quý vị sẽ chạy trước trong mọi cuộc đua thuộc linh cũng như thuộc thể, khi chúng ta còn hơi thở sống trên đất này, để Chúa được vinh hiển. Và Kinh Thánh ghi trong Phục Truyền đoạn 28 câu 14: chúng ta ở đằng đầu chứ chẳng phải ở đằng đuôi, vâng theo lời Chúa sẽ ở trên cao luôn chứ không phải ở dưới thấp. Và chúng ta sẽ ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi. Cái chạy này có cái chạy rất là hay, lời Chúa nó lạ lùng lắm quý vị ơi. Kinh Thánh quý báu vô cùng. Cựu ước nói một câu chuyện chạy trước, Vô Tân Ước một câu chuyện chạy kịp. Chạy kịp là nói nhiều khi mình bị trễ. Cũng có thể có những đầy tớ con cái Chúa bị vấp ngã, bị trễ trên cái đường đua. Nhưng bây giờ có thể nếu nhờ cậy nơi Chúa, trong đời nơi Ngài, ăn năn chạy kịp trong mọi cuộc đua. Đó là điều lạ lùng vô cùng. Quý vị biết ai chạy kịp không? Đó là ông Philip. Ông Philip, ông đang giảng phước hạnh phục hưng ở tại Samari. Hoàng quan Ê-thiô-pi là dưới Jerusalem này, mà đang chạy xe đi ra nước ngoài, là quý vị biết nó nhanh biết là chừng nào, chuẩn bị ngon lành biết là chừng nào. Ông đã chạy lâu rồi, ông đi xuống phía nam này. Còn Philip là đang giảng tin lành phước hạnh ở Samari. Và Chúa đã rằng hãy chạy cho kịp. Làm sao mà chạy cho kịp? Ông Philip chạy trước cái xe nó rượt cũng kịp chứ đừng có nói mà bây giờ ông chạy rồi mà bây giờ nó từ trên Samari mà chạy cho kịp. Philip nghe mệnh lệnh của Chúa, trong đời nơi Chúa, làm theo lời của Chúa. Ô cảm ơn Chúa quý vị, ông chạy kịp quý vị ơi. Kinh Thánh ghi ông chạy kịp. Và ông chạy tới hoàng quan Ê-thiô-pi đang ngồi lên xe, ông nhảy lên một cái, không phải ông thở. Ông nhảy lên, ông không hỏi đập cái gì đó, không phải. Cái gì đập cái gì đó? Ông đọc cái gì đó? Ông đọc cái sai đó là đọc về Chúa cứu thế đó không? Đấy. Và lên giảng một bài giảng nữa. Nếu mà tôi chạy cái cỡ đó, tôi xin lỗi ông hậu thánh, ông thư ký là phải ngồi thở một chút cái đã. Nếu chạy từ đâu đến đây khoảng 10 cây số mà chạy đến đây để rao giảng buổi sáng này, thầu nói chỉ nó 2 cây là cũng đã phải ngồi đó rồi, chứ đừng có nói 5 cây số. Phải không quý vị? Mà lên xe quý vị kịp rồi, lên xe rao giảng về Chúa chưa xong. Mà quý vị biết chạy như vậy mà ở vùng Trung Đông nó nóng, nó đổ mồ hôi ra, quý vị biết có lạ lùng vô cùng, sức mạnh lạ lùng. Nhảy xuống làm bắp tê mà quý vị biết cái thời bấy giờ mà đổ mồ hôi mà chạy như vậy, các lực sĩ cũng không có dám làm cái điều đó. Quý vị biết kết thúc cuộc đua là học phải mặc áo để mà khỏi gió, quý vị thấy không? Mà bây giờ đây tới của Chúa giảng dạy xong như vậy, chạy đến cứ bất như thế rồi, mà đây có nước, xuống làm bắp tê ngay.
Cảm ơn Chúa, sức nào mà cũng khủng khiếp vậy, sức nào mà quá lạ lùng như vậy. Xong quý vị biết ông Hoàng Cao Ê Thi Bi, ông tiếp tục ông đi, quý vị biết Kinh Thánh ghi sao? Ông chạy xuyên qua phía bên Tây là Asot, tức là Asdod, là một cái thành phía Tây của dân Philippines. Quý vị thử tưởng tượng mà chạy xuyên qua phía Tây luôn. Và người ta thấy ông ở đó. Vì ông vâng lời Chúa. Ông là người trông cậy Chúa, trông đợi Chúa. Ông được sức mới. Ông chạy mà không mệt nhọc. Và có hai cái chạy, chạy trước và chạy kịp. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quy đề tới con cái Chúa Âu Thánh Sydney đầy phước hạnh này. Chúng ta sẽ chiến thắng trong mọi cuộc đua thuộc linh cũng như thuộc thể. Glenn Cunningham là một em thiếu nhi rất là yêu mến Chúa, em học lời Chúa trong trường Chủ nhật, cho nên trường Chủ nhật quan trọng lắm quý vị ơi. Và em được cô giáo trường Chủ nhật dạy trong Ê-sai đoạn 40 câu 11: như ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và em còn nhỏ thôi, em học thuộc cái câu đó, em tin, em nghe và em tin. Nhưng mà thình lình em bị hỏa hoạn, hai cái chân bị bỏng rất là nặng. Đêm đến bác sĩ nói là phải cưa hai cái chân này, bằng không nó sẽ hoại tử vô. Và cha mẹ nghe như vậy rồi, em cũng nghe như vậy, báo cho em biết, con ơi, phải cưa hai chân của con rồi. Glenn Cunningham nói rằng, con đã học cô giáo trường Chủ nhật dạy con, ai trong đời nơi Chúa, con nghĩ là tin cậy nơi Ngài. Con bây giờ con trong đời Chúa, con tin cậy nơi Chúa, cho nên đừng cưa hai chân của con, để cho con cầu nguyện với Chúa. Nhỏ mà nói như vậy đó quý vị. Glenn Cunningham, nếu quý vị vô Google sẽ thấy ông liền lập tức. Mà thế rồi khi em, cha mẹ thấy cảm động quá, các bác sĩ thấy cảm động quá, đi thôi bây giờ không cưa chân em nữa, vì em cứ la, con tin nơi Chúa mà tại sao cưa chân con. Cuối cùng thôi, bằng lòng để như vậy. 2 tháng sau em từ từ em đi được quý vị ơi. Mà sau này quý vị biết, em chạy trở thành vô địch, chạy điền kinh 1.500 m hết 4:06.08, vô địch 1.500 m. Và người ta khen thưởng em và trở thành cái vận động viên ở tại Madison, vận động viên điền kinh của thế kỷ 20. Cảm ơn Chúa. Ai trông đợi nơi Chúa, tức là ai vâng lời Chúa, tin cậy nơi Ngài, chắc được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Bây giờ đến điều cuối cùng, gần xong rồi quý vị, điều cuối cùng. Đi mà không mòn mỏi. Thì quý vị hỏi, cái ông Mục Sư Hiệp, ông nói cái gì lạ vậy, đi đâu đấy? Ông phải nói rõ nè, đi đâu? Chúng ta nghe cứ nói đi mà không không mòn mỏi lại đi đâu đấy? Đi theo Chúa và hầu việc Ngài quý vị ơi. Phải trông đợi nơi Chúa mới có thể vác thập tự giá mà đi theo Ngài được. Nếu không có sức của Chúa làm sao? Đi vào công trường thuộc linh rồi đi đâu nữa, đi giảng tin lành đó quý vị. John Wesley nhờ cậy nơi Chúa để đi rao giảng tin lành. Cuộc đời của ông đi trên 360.000 cây số và chỉ đi trên lưng ngựa giảng, quý vị biết là 4.000 bài giảng, mỗi ngày giảng trung bình 4 đến 5 bài, sức nào mà giảng như vậy? Bởi sức Chúa đó quý vị ơi. Cảm ơn Chúa. Rome George Miller, quý vị rõ rồi, ông này rất là có ơn Chúa và lo cho cô nhi viện. Đến năm 70 tuổi về hưu rồi, khích lệ cho quý vị là những người về hưu đó nè. Ông về hưu rồi, người ta đã thâu đời ông kể như kết thúc rồi đó. Ông hầu vì Chúa quá phước hạnh rồi, bây giờ ông nghỉ hưu. Ông nói không, bắt đầu năm 70 tôi càng nhờ cậy Chúa nữa, tôi càng trông đợi nơi Chúa nữa. Và trông đợi Chúa có nghĩa là nghe lời Chúa, làm theo, vâng theo mệnh lệnh của Chúa, thuận phục Chúa. Tôi sẽ chắc chắn được sức mới. Mà quý vị biết không, khi ông vâng lời Chúa, trông đợi nơi Ngài như vậy, ông được sức mới quý vị ơi. Khích lệ cho những người nào trên 70 tuổi đấy. Tôi năm nay 60 mấy tuổi rồi, nghe đến ông George Miller được khích lệ lắm. 70 về hưu rồi, ông bắt đầu tiếp tục hầu việc Chúa, đi rao giảng tin lành. Đi, quý vị biết ông giảng trên 42 quốc gia, giảng cho 3 triệu người và đi trên 300.000 km. Cảm ơn Chúa.
vì họ đi trong sức mới của Chúa. Thế vì quý vị họ đi đâu nữa hè? Đi đâu? Cơ đốc nhân đi đâu? Xin quý vị nhớ cho đi hầu việc Chúa, đi giảng tin lành mà đi nữa. Có một cái đi rất là quan trọng. Đi ra trận. Đi làm lính giỏi của Chúa Giêsu. Đi làm cho quyền lực của sự tối tăm phải bị thiệt hại. Nước của Satan phải thiệt hại, quý vị ơi. Đi ra trận. Đánh không phải bằng thịt và huyết. Không phải. Đi ra trận trở nên lính giỏi của Chúa. Kỷ niệm 100 năm tin lành đến Việt Nam, quý vị biết không? Sau đó người ta cử 33 phó giáo sư tiến sĩ của thành, là một thành phần ưu tú nhất của Hà Nội, vào thành phố Đà Nẵng để hỏi về đạo tin lành. Và quý vị biết khi họ vô, họ nói chúng tôi muốn tìm hiểu về tin lành. Và đây là điều tôi bắt đầu. Kỷ niệm 100 năm mà quý vị. Tôi nói kính thưa quý vị, lính Pháp đến Việt Nam đầu tiên tại Đà Nẵng năm 1858, sau đó họ rời Việt Nam. Tôi nói tiếp, lính Mỹ đến Việt Nam đầu tiên cũng tại Đà Nẵng đây đây, năm 1965, sau đó lính Mỹ rời Việt Nam. Tôi nói lính giỏi của Chúa Giêsu đến Việt Nam đầu tiên cũng tại Đà Nẵng ở đây. Năm 1911, nhưng không bao giờ rời Việt Nam mà càng ngày càng đông hơn nữa ở tại đây. Họ nói, ồ, nghe cũng lạ đó, nghe cái hồ vỗ tay quý vị làm cho mình thấy hăng. Ồ, tôi không có thì giờ đây, quý vị biết không? Lạ lùng lắm, không thể kể ra được, phước hạnh lắm quý vị ơi. Sau đó vô trong nhà thờ rồi họ nghĩ là có nhiều điều lắm, không có thì giờ đây. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta là tinh binh của Chúa, là lính giỏi của Chúa quý vị ơi. Đi không bao giờ mòn mỏi. Phao-lô nói với Ti-mô-thê, hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Một điều tôi cảm động nhất, đó là tôi được biết cái hội nghị công đồng Nicene mà các đệ tử Chúa Tấn Phong mục sư phải biết cái điều đó. Là cái hội nghị đó là tuyên bố Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời 100% và Ngài là con người 100%. Cái hội đồng công đồng đó quan trọng vô cùng vì có những tài giáo nổi lên. Và năm 325 quý vị biết, Vance Havner cho biết, lạ lùng quá, cảm động quá, 318 người dự cái hội nghị đó. Mà quý vị biết không, chỉ có 12 người là còn đủ mắt, đủ tay, đủ chân mà thôi. Còn 306 người, người thì bị mù vì cớ Chúa, người thì bị cụt tay vì cớ Chúa, người thì cụt chân vì cớ Chúa, vì họ làm khổ những người lính giỏi của Chúa Giêsu mà họ vẫn vững vàng đi theo Ngài cho đến hơi thở cuối cùng và dự cái hội nghị đó. 318 người mà đến 306 người chịu khổ vì Chúa như một người lính giỏi, dầu tật nguyền đi nữa, dầu mắt tay mắt chân mắt mắt đi nữa, cũng là một người lính giỏi của Chúa Giêsu vì họ là những người trông đợi Chúa. Và trông đợi Chúa là gì? Trông đợi Chúa có nghĩa là họ luôn luôn làm theo lời Chúa, yêu quý lời của Chúa và sống cho Ngài. Và những người đó thật là phước hạnh. Và điều chót, đi đâu? Đi giữa dòng đời. Chúa Giêsu nói với những người phạm tội tại trong, ta cũng không định tội con, hãy đi và đừng phạm tội nữa. Hãy đi sống thánh đi, vì ta thay đổi con. Và trong câu chuyện người Samari, hãy đi sống yêu thương và làm theo như vậy. Ai trong đời Chúa chắc được sức mới cắt cánh bay cao như chim ơn, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Đại hội đồng vừa rồi tôi chúc cho toàn thể các giáo phẩm, các đệ tử của Chúa một lời chúc như thế này để quý vị. Vì đại hội đồng giáo phẩm vừa rồi tôi là thư ký hội đồng giáo phẩm cho nên có cái bản tường trình. Và tôi chúc cho toàn thể các đệ tử của Chúa ở Việt Nam như thế này. Chúc cho hết thảy.
phải quy đề tớ của Chúa. Có thể nói được một câu trước khi qua đời như Phao-lô, và nghe được một câu sau khi qua đời từ Chúa kính yêu của chúng ta. Nói được một câu trước khi qua đời như Phao-lô, ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Và sau khi qua đời nghe liền được một câu từ Chúa kính yêu: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ngoài hai câu đó, nhiều điều hư không lắm quý vị. Mà muốn được hai câu đó, phải trông đợi nơi Chúa, trông đợi mãi, trông đợi mỗi ngày. Trông đợi tức là nghe, làm theo lời Chúa, tin cậy Ngài. Chúng ta được sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Trân trọng kính chào hết thảy quy đề tớ con cái của Chúa.